hai mình trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngắm những chuyến mưa qua trên bước chân em âm thầm lá đổ. Trên hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hàng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Để người phiêu lãng quên mình lãng du. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau xoay đá cũng cần có nhau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau xoay đá cũng cần có ca khúc vừa rồi là một trong những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài hát Diễm Xưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ được giao lưu với ca sĩ thể hiện ca khúc Diễm Xưa, đó chính là ca sĩ Lê Hằng. Vâng, xin chào chị. Chị có thể chia sẻ cho Minh Thư cũng như là khán giả biết được là con đường đến với nghệ thuật của chị như thế nào không ạ? Thực ra đây cũng là một cái duyên. Chị trước kia chị là một giáo viên và đã về hưu được 2 năm rồi. Thì do cái tính cũng là rất là yêu cái dòng nhạc Trịnh Công Sơn, cho nên là chị cũng đến đây để tham gia trong những ngày cũng rảnh rỗi rồi. Chị có thể chia sẻ về một chút cảm xúc của chị khi mà chị thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không ạ? Phải nói khi mà chị hát những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì chị rất là thích và cảm thấy là cái dòng hát của mình nó cũng hợp với cái dòng nhạc này. Và trong từng cái ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó rất là sâu lắng và nó làm cho chị cảm thấy tâm hồn mình thật là chơi vơi. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì Minh Thư cũng như là ca sĩ Lê Hằng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ tới. Từ mong muốn lưu giữ và giới thiệu những nét thiết kế kiến trúc phi vật thể của các dân tộc Tây Nguyên từ bao đời đến với người dân thành phố và du khách muôn phương, ngôi nhà rông này đã được những nhân viên tâm huyết của nhà nghỉ Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phục dựng lại từ một nguyên mẫu nhà rông tại khu vực Chi Lăng, Đà Lạt. Nơi đây còn lưu giữ nhiều vật dụng của những người dân tộc gốc Tây Nguyên, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên này.